Nam Mô Bích Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thâm Ma trên Mao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Madrid 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020. Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 47 thuộc tánh vô sân. Adho Sacce Tassika. Biên soạn Tỳ Kheo Giác Đẳng, dẫn nhập Ngài Tề Siêu và sẽ được Thiền Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo chúng con, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Từ Bi, đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam Mô Bích Thà Giá, con kính dâng bích đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tề Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thành phần đệ tử Phật. Kính bạch chư Tôn, kính thưa quý vị. Hôm nay trong giáo trình thắng pháp Abhidhamma, chúng ta tiếp tục học về các cái thuộc tính, tính hậu biến hành. Những cái thuộc tính, tính hậu biến hành này gồm những thuộc tính luôn luôn có mặt ở trong 94 tâm tình hậu. Và trong đó có thuộc tánh vô sân,
Adosatyataska cũng là một trong ba căn thiện, ba căn vô ký. Và để hiểu rõ về cái căn thiện, căn vô ký này, chúng ta hãy nghe sự trình bày, sự phân tích ý nghĩa về cái thuộc tính vô sân. Nó có ý nghĩa như thế nào và nó có tác dụng như thế nào đối với tâm tịnh hậu. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Bây giờ thì trước hết xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó xin cùng tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con xin phép được đọc chánh văn. Và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564 trình thắng pháp. Abhidhamma bài 47 thuộc tánh vô sân Adosacetasika. Thuộc tánh vô sân Adosacetasika là một trong 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, có nghĩa là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Cũng như thuộc tánh vô tham, vô sân là một trong ba căn cội của thiện. Trên bình diện rộng lớn là của tất cả tâm tịnh hảo. Chính vì thế cần hiểu rõ đặc tính và ảnh hưởng của thuộc tánh này đối với các danh pháp đồng sanh. Hiểu chính xác thuộc tánh vô sân là gì? Chữ vô sân ở đây không chỉ đơn giản là không có sân, mà là trạng thái hòa diệu, mát mẻ, đối lập với sân. Vô sân giống như cơ phận hoặc lạnh trong cái máy có chức năng làm mát máy. Nên hiểu thuộc tánh này không chỉ làm cho tâm không nóng nảy mà còn mang lại sự dễ chịu đối với cảnh. Thuộc tánh vô sân hiểu theo cách nói vĩ mô. Trong ý nghĩa của một thuộc tánh, vô sân tạo nên sự hòa diệu không những chỉ đối với những trường hợp bình thường, mà ngay cả khi có những nghịch cảnh hay chi phối bất ổn. Có thể hiểu thuộc tánh vô sân như lớp cách nhiệt, là sự ngăn chặn nhiệt độ quá nóng, chứ không phải là sự mát do không gặp nghịch cảnh hay bản chất không nhiệt nào. Vai trò này cần thiết cho các tâm tịnh hảo được tồn tại không bị nóng bức. Vô sân hiểu theo cách nói đại loại. Có thể nói trên phương diện rộng thì vô sân được đề cập với rất nhiều hình thái trong kinh điển. Phước cho thiện nghiệp quá khứ cũng tạo nên cảnh khả ái, khả ý, vì thế tâm vô sân. Người sanh ra với tâm tục sinh có thuộc tánh vô sân hoặc thọ hỷ thì ảnh hưởng đời sống hàng ngày được thanh thản, vui vẻ, do vậy giấc ngủ với tiềm thức có thuộc tánh vô sân khiến người ta lấy lại sự thanh thản. Vô sân cũng có thể phát triển thành tâm từ, khi lấy chúng sanh làm đối tượng như là sự biểu lộ của từ mẫn, nhân ái. Vô sân cũng có thể là biểu hiện an nhẫn trước nghịch cảnh nhờ khéo tác ý. Yoniso Manasikara. Vai trò của thuộc tánh vô tham trong các tâm tịnh hảo. Thuộc tánh vô sân khiến cho các pháp đồng sanh được an hòa. Sự thanh thản không nhiệt đạo của danh pháp là biểu hiện của thuộc tánh vô sân. Có thể ví dụ như gia tộc trên thuận dưới hòa nhờ có một người đức độ thu phục nhân tâm. Như đã đề cập trên, vô sân là một trong ba căn của thiện pháp. Nếu được phát triển mạnh trở thành đức từ mẫn, an nhẫn và nhiều đức tánh khác. Ngữ và nghĩa. Có nhiều trường hợp vô sân
Và từ mẫn được hiểu là đồng nghĩa. Từ mẫn luôn là vô sân, nhưng tâm từ lấy chúng sanh làm đổ tường. Chớ vì dù tâm từ là vô sân, nhưng vô sân không hẳn là tâm từ. Điều này khác với vô si, là sự không mê mờ, lại đồng nghĩa với trí tuệ sáng suốt. Nên cẩn thận. Phật học, sự khó chịu của tâm được gọi là thọ ưu. Sự khó chịu của thân gọi là thọ khổ. Thọ ưu là sân trong thắng pháp, nhưng không nhất thiết là sân trong cách nói đại loại. Thí dụ, một người bị người khác công kích dù khó chịu, nhưng tự chế không phản ứng sân hận, thì được xem là nhẫn nại bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn có bị sân chi phối với thọ ưu. Và cũng nên hiểu điều này, chịu khó khác với khó chịu. Minh Hòa kính mời đạo tràng vào hai cái link của Đại Đức Tuệ Tri post lên, thì sẽ thấy được hai cái bản minh họa. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh vô tham, bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh quân bình. Và chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tông đung thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mịch đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Ở trong Zoom cũng như là ở trong podcast. Dạ Phật. Quý vị ở trong Zoom có nghe được không? Dạ tốt quá. Kính đảnh lễ Thiện Thọ Tổ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta nói nhiều về những thuộc tánh tịnh hảo, nhưng mà như Thượng Tọa Tuệ Siêu và chúng tôi có đề cập rất là nhiều lần, đó là vô tham, vô sân, vô si là ba cái căn cội của thiện pháp. Và vậy mặc dù chúng ta đề cập đến nhiều thuộc tánh khác, nhưng mà riêng về thuộc tánh vô tham, vô sân và trí tuệ đó, trí tuệ hay vô si đó, là chúng ta phải có một cái nhận định mà tương đối là có đặc phần đặc biệt hơn là những cái thuộc tánh tịnh hảo mà chúng ta đã được nghe. Ở đây thưa quý vị, khi mà đề cập đến vô tham thì chúng ta đề cập đến một trạng thái không bị vướng vọng, không bị dính mắc. Nhưng mà vô sân là trạng thái mát dịu, thanh lương. Và vô si là cái sự sáng suốt, nhận thức rõ ràng. Ba cái trạng thái này đó, nó tạo thành một cái căn cội của thiện pháp, cũng như tham sân si là ba cái căn cội của bất thiện pháp. Điều mà chúng ta cần nói ở tại đây đó, đó là khi mà định nghĩa trở lại sân thì là một cái trạng thái khó chịu trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Và sân đó được hiểu theo nhiều cái phạm trù ở trong Phật học. Và khi mà chúng ta nói vô sân thì chúng ta cũng phải hiểu ngược lại như vậy. Lấy ví dụ như là nói về thọ ưu hay nói về sự khó chịu đó, thì ngay cả Đức Phật và chư vị A-la-hán cũng thỉnh thoảng có những cái khổ thọ của thân, như trường hợp ngày A-sa-chí, ngày bị bệnh chẳng hạn,
hay là tiếng gọn tôn giả sẽ là Phật bị bệnh thì cũng có cái thọ cổ của thân. Nhưng mà cái thọ cổ của thân đó nó không làm cho các ngài bực tức về, bực bội về về tâm. Đó là một chuyện mà chúng ta nên hiểu. Như ở trong câu Phật Ngôn nói rằng người phàm phu thì bị một lúc hai mũi tên, còn bậc thánh thì bị một mũi tên. Nhưng mà khi mà mình gặp những nghịch cảnh, mình khó chịu của tâm, nhưng mà trong khó chịu của tâm mình lại kham nhẫn, mình không có phát ra những cái lời thô tháo, mình không có tạo nên những cái hành động đánh trả đó, thì cái phương diện nào đó, đó là mình là người có tự chế. Có tự chế nghĩa là mình không có sân si, nói theo ngôn ngữ thường tình. Nhưng mà điều đó, đó trong thắng pháp đó, thì gọi rằng ở trong cái sự tự chế đó thì tâm mình vẫn có sân, vẫn có thọ ưu, tức là khó chịu. Gặp cảnh khó chịu mà mình chịu khó, chịu khó để mình nhẫn nại đó, thì thứ vì cái đó nó cũng đối với cái nói, cách nói đại loại thì nó không có tâm sân, nó không phải là sân. Giả sử như là một nhà sư mà người ta chửi mình, ở trong lòng mình bực, ở trong lòng mình khó chịu lắm, nhưng mà mình tự chế không có chửi lại, ta nói vị sư đó không có sân. Nhưng mà cái không có sân đó, đó là về phương diện hình thức thôi, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy cũng là một trạng thái khó chịu, nó không hẳn là thoải mái hoàn toàn với cái lời chửi mắt đó. Thì như vậy là cách nói thường thức ở bên ngoài đó là không sân, nhưng trong lòng vẫn có sân. Và tất nhiên về điểm này đó là chúng ta được nghe Đức Phật ngài dạy rằng có hai thứ thọ ưu, một thứ thọ ưu nên thân cận và sự thọ ưu không nên thân cận. Ví dụ như là mình nhìn thấy một cái cảnh tượng não lòng, như ngài Giác Xá, ngài đã từng nhìn thấy một cái tử thi của một thai phụ chết, và cái hình ảnh nó rất là gớm ghiếc. Sự gớm ghiếc đó nó tạo thành một cái ấn tượng trong lòng ngài, mà về sau này nó vực dậy, nó khiến cho ngài đạt đến cái tâm xả ly giải thoát. Thì Đức Phật dạy là cái thọ ưu đó là nên thân cận. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta nói tới thọ ưu mà nói là sân á, thì quý vị nghe cái chữ đó nghe nó thực kỳ lắm. Và mình nói sân là xấu, nhưng mà thật ra thọ ưu nó là một thứ sân. Và chúng ta không có nên nghĩ nó khác đi. Thật ra trong thắng pháp á, khi mà mình nói chuyện là mình phải cẩn thận cân nhắc về điểm này. Cái chữ sân mà bình thường mình nói là xấu, nhưng mà như quý vị đã nghe nói về thuộc tánh sân thì nó không hẳn như vậy. Có những cái thứ thọ ưu nên thân cận đó là Đức Phật dạy chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nói đến vô sân. Vô sân tức là không có nghĩa là không có nghịch cảnh trong đời sống hàng ngày. Vô sân cũng có thể là có nghịch cảnh, nhưng mà do cái thuộc tánh này nó đủ lớn đủ mạnh, do vậy nó có thể giữ cái tâm ở trạng thái mát mẻ an hòa. Chúng tôi lấy ví dụ như là cha mẹ đối với con là có tâm từ, nhưng mà khi con có một cái hành động không có hiếu thảo hay bất hiếu, thì cái chuyện mà con bất hiếu nó phải là chuyện không phải chuyện thoải mái gì, nhưng mà vì cha mẹ có đủ tình thương rất là sâu kín, đủ để bao dung, đủ để tha thứ, đủ để chấp nhận, do đó cha mẹ có thể giữ được một cái trạng thái tâm rất là mát mẻ đối với con. Cái đó là đặc tính của vô sân. Thì như vậy vô sân đó, nó được hiểu như là một cái chất liệu mát lạnh. Chất liệu đó, đó nó làm cho những cái danh pháp đồng sanh như là tâm và các tu tánh khác đó, được mát mẻ. Chúng tôi có dùng một cái ví dụ trong này là ngày nay có những cái máy mà nó chạy mà nó nóng quá đó thì sẽ hư máy đi. Thành ra người ta phải chế ra một cái bộ phận là mát máy. Dạ, mát máy như là cái radiator đối với chiếc máy xe, hay là cái cool system ở trong những cái chip. Dạ, những cái bộ phận là mát máy này đó, nó làm cho cái máy hạ nhiệt xuống. Dạ, do máy hạ nhiệt thành ra nó được hoạt động một cách bình thường.
thì cái bộ phận mà làm cho bát mái, làm cho hạ nhiệt đó, thì điều đó được ví dụ như là thuộc tánh của sân. Thật ra chúng ta không nên hiểu rằng vô sân là sự vắng mặt của sân, mà sự vô sân nó còn là một cái chất liệu làm cho mát mẻ và những cái pháp đồng sanh khác. Hay ở đây chúng tôi cũng có cái ví dụ là ở trong một cái gia tộc mà trên thuận dưới hòa, thì thường là có một người nào đó là có như là cha mẹ ông bà, người có đức độ, và cái đức độ đó đủ thu phục dân tâm, làm cho mọi người cảm thấy tin tưởng, mọi người cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái, và do vậy người ta không có những cái chuyện mà thường xuyên gây gổ buồn phiền với nhau. Cái đó chúng ta gọi là cái phần hành của vô sân. Mặc dù như chúng ta nói nhiều trường hợp là chữ vô tham hay vô sân, vô si có đôi khi nó mang cái cách phủ định từ, nhưng mà hiểu vô tham là không tham cũng chưa đủ, hiểu vô sân là không sân cũng chưa đủ. Mà vô sân chẳng những là không sân mà còn là làm cho mát mẻ, làm cho mát mẻ không phải mang cái ý nghĩa chỉ trong cái phủ định từ, mà nó còn có ý nghĩa, có cái cách rất là tích cực, rất là năng động ở trong cái việc mà làm cho các pháp đồng sanh được mát mẻ. Thì như vậy trong cái tâm thái đời sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý vị, khi mà chúng ta học hỏi làm việc hay đời sống vừa là phản, thì nó cũng cần có cái tố chất mà chúng ta gọi là vô sân. Nếu mà chúng ta để ý những người mà thiếu cái tố chất này thì họ dễ giận, dễ buồn, dễ phiền, dễ nóng nảy. Và nếu cái vô sân mà nó mạnh thì ngay cả những cái chuyện xảy ra rất là phiền não thì mình cũng có thể tương đối cũng điềm đạm được, cũng giữ cái trạng thái ôn hòa được. Ở đây là chúng ta thấy cái sự nổi bật của đặc tính vô sân. Thì khác với nhiều cái thuộc tánh khác, thuộc tánh vô sân cần được hiểu cả hai phương diện vĩ mô và đại loại. Cái trong vĩ mô là nãy giờ chúng ta nói, đó là một cái chất liệu làm cho tâm được mát mẻ. Nhưng nói đại loại đó thì ở đây chúng ta có năm cái lĩnh vực mà chúng tôi đặc biệt đề cập đến, cái ý nghĩa của vô sân. Trước nhất là vô sân đó, nói theo thắng pháp đó, là do cái phước quá khứ, do đó mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đó, nó không có gặp cái cảnh xấu. Và cảnh xấu tức là cảnh của quả bất thiện. Một cái người mà có phước thì sanh ra đời mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc đó. Nó nói theo thắng pháp là nó là cái quả của thiện nghiệp trong quá khứ, không phải ai cũng muốn là như vậy. Chúng tôi đã sống ở Mỹ và chúng tôi biết có những gia đình, có những căn nhà mà họ sống một cái đời sống rất là tế nhị. Và tế nhị đó là ngôn ngữ của Đức Phật. Và nhà cửa thì sạch sẽ, gọn gẽ, thức ăn thì tinh khiết, và đời sống họ bình thường, không có ồn ào, không có phiền hà. Có thể nói rằng cuộc sống rất ít thấy những cái cảnh xấu, nghe những cái tiếng xấu, mũi ngửi mùi hôi thối, lưỡi nếm những cái vị không muốn nếm, và thân xúc chạm những cái chuyện không làm cho mình khó chịu. Thật ra hồi nhỏ chúng tôi có sống ở trong một cái sống trại gia binh và sống trong gia đình nghèo á, chúng tôi nhớ rằng cái chuyện mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm mà với những cảnh không có vừa lòng có nhiều lắm, rất là nhiều. Lấy ví dụ như là cái căn nhà mình ở mà những cái mùi hôi thối ngoài cổng nó bay vô là chuyện rất là bình thường. Hay là mình muốn nằm yên mà lại bị những cái âm thanh ồn ào, như là ở Việt Nam có đôi khi người ta gây lộn với nhau, người đứng ở đầu sớm, người cuối sớm chỉ lộn với nhau, và người ở giữa nghe hết. Ở bên Mỹ thì rất ít có chuyện đó, thưa quý vị, rất ít có chuyện đó. Chúng tôi không nói ở Mỹ là thế giới hoàn hảo, nhưng mà chúng tôi biết rằng có những người sống đó, ở cuộc sống quả thật là cái họ thấy, cái họ nghe, họ ngửi, họ nếm, họ xúc chạm đó, nó ít có những cái cảnh xấu. Và điều này đó,
là nó đến từ cái nghiệp quá khứ. Do nghiệp lành nên đời thì ít có hưởng cái quả bất thiện. Dễ thường quả bất thiện mà họ hưởng những cái gọi là khả ái khả ý nhất. Do đó cái vô sân, cái vô sân nó tồn tại trong lòng họ là do cái tác động của nghiệp quá khứ. Bây giờ chúng ta nói đến cái tiêu phi diện đại loại đó, có một thứ cũng gọi là vô sân, vô sân khác mà cái vô sân này đó là nó do cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh mà có cái vô tham vô sân ở trong trường hợp người dị nhân, và vô tham vô sân vô si ở trong trường hợp người tam nhân. Như chúng ta có học ở trong phần tâm đó, là chúng ta tục sinh bằng tâm quả, và tâm quả này nó tạo nên bởi tâm thiện hay tâm bất thiện. Trong trường hợp mà tâm thiện nhất, trong trường hợp tâm thiện thì thứ vị ngoại trừ cái tâm quả thiện vô nhân thì nó không có cái vô tham vô sân vô si. Nhưng mà trong cái tâm mà quả thiện hữu nhân thì nó luôn luôn có đặc tính vô sân, đi với vô si. Có khi là đi với vô sân đi với vô tham, có khi có vô si tức là hợp trí, có khi không có vô si là lý trí. Nhưng mà vô tham vô sân nó luôn luôn có mặt ở trong những cái tâm tịnh hảo thiện, và nó tạo ra tâm quả tịnh hảo cũng là tương tự như tâm thiện. Và do vậy cái đặc tính vô sân này đó, nó là cái tâm tục sinh mà nó trở thành tiềm thức của chúng ta, gọi là phá quan cả. Dạ, phá quan cả tiềm thức. Thì khi mà nó trở thành tiềm thức á, thì chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta ngủ á, là chúng ta ngủ bằng tiềm thức. Vì vậy mình để ý có nhiều khi ở đời sống hàng ngày mình bị chuyện phiền não, bị chuyện này kia, nhưng mình ngủ được một giấc á, thì mình sẽ khỏe lại. Khỏe lại là vì sao vậy? Tại vì lúc mình ngủ nhất là ngủ sâu á, thì cái tâm của mình nó trả về lại với tiềm thức. Và cái tiềm thức đó, nó có cái tánh vô sân trong đó. Thật ra nó chẳng những là mát dịu cái tinh thần của chúng ta, mà nó làm cho thân của chúng ta, các hệ thần kinh được thư giãn. Thật ra mình hiểu như vậy, mình hiểu tại sao mà giấc ngủ nó làm cho chúng ta khỏe. Dạ, giấc ngủ làm cho khỏe. Vì cái đặc tính của vô sân nó nằm ở trong tiềm thức, ở trong cái pháp quan giác, và mà phổ kiếp hay tiềm thức đó. Và điều đó nó ảnh hưởng toàn bộ đến thân và tâm của mình. Thì trong trường hợp này là chúng ta nói là vô sân đó, là do cái ảnh hưởng của cái tiềm thức. Rồi chúng ta cũng có một cái trạng thái, quý vị với đoạn này chúng tôi phải nói của trường vấn đề đại loại trước, rồi chúng ta trở lại với cái vĩ mô. Ngay cả trong lúc mà chúng ta không có ngủ, nhưng mà chúng ta tục sinh bằng tâm thọ hỷ, thì như tâm tục thọ hỷ học trí vô trợ, hay thọ hỷ ly trí vô trợ, thọ hỷ học trí hữu trợ, vân vân, thì cái tâm thọ hỷ đó nó cũng là một cái cách nó làm giảm đi cái tâm sân. Hay là trong chi thiền, ở đó mình tu tập mà pháp hỷ tăng trưởng thì nó làm giảm đi tâm sân. Ở đây chúng tôi dùng một cái ví dụ trong đời sống đơn giản hàng ngày, là vợ chồng sống với nhau mà về điều kiện tài chính tốt, do công ăn việc làm ra, thành ra vợ chồng vui vẻ. Cái vui vẻ nó tạo nên những cái ảnh hưởng thoải, nó ảnh hưởng nhẹ nhàng ở trong những phương diện khác. Mà nó cũng tương tự như vậy, là một cái người sống mà có tâm thọ hỷ, ví dụ như là mình vui trong công việc làm, hay là mình vui trong việc đi chùa, hoặc giả là vui là do tâm thọ hỷ, tục sinh thọ hỷ, thì cái đó nó cũng làm, nó là mát mẻ cái tâm, nó làm cái tâm bớt đi cái sự sân hận. Chúng ta thấy rằng trong cái đời sống mà quý vị thường nhìn, nó có nhiều người cái tính họ luôn luôn là bực bội khó chịu, là tại vì họ không có được cái pháp hỷ như vậy.
không có cái thọ hỷ do vì lý do gì đó họ thiếu cái đó. Rồi chúng ta cũng nói đến một cái trường hợp khác là vô sân là đã sanh khởi do cái sự thân thiện lấy chúng sanh làm đối tượng, mà ở đây đạo Phật gọi là metta hay là tâm tư. Ví dụ một người mà luôn luôn mong cho người khác được an lạc thì cái tâm họ rất là hòa diệu. Chúng tôi đã từng có được dịp gặp các vị cao tăng mà các ngài có đủ cái lòng từ hiện ra trong ánh mắt, ở trong ánh mắt. Và những người mà buồn bực đau khổ đến gặp các ngài đó, thì không phải là cái sự buồn bực đau khổ của các vị đó mà làm cho các ngài bị suy xiển, nhưng mà chính cái lòng từ của các vị này là mang lại cái sự an hòa cho cho cái người bị đang bị đau khổ. Thì cái tâm từ đó nó cũng là một cái biểu lộ của vô sân. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy là khi nói đến tâm từ phải lấy chúng sanh làm đối tượng. Trong lúc vô sân thì không hẳn là tất cả cái trạng thái vô sân đều lấy chúng sanh làm đối tượng. Do vậy trong bài học chúng tôi có biết là tâm từ thì chắc chắn là vô sân, nhưng mà vô sân không hẳn là tâm từ. Không phải cái trạng thái vô sân nào cũng lấy chúng sanh làm đối tượng. Lấy ví dụ như là quý Phật tử đang học bài, mà lúc đang học bài, đang nghe pháp mà nghe với cái tâm rất là an lạc, nhẹ nhàng, thì trạng thái mà mình đang lắng nghe đó trạng thái vô sân. Nhưng cái vô sân đó không lấy chúng sanh làm đối tượng. Còn cái tâm từ đó là sự thân thiện, mong chúng sanh được an lạc, thì lấy chúng sanh làm đối tượng. Thật ra phải nhớ như vậy là tâm từ thì luôn luôn là vô sân, nhưng mà vô sân không hẳn là tâm từ. Ở đây có nhiều vị cứ nói là tham là xả ly, sân là tâm từ, vô tham là xả ly, vô sân là tâm từ, vô si là trí tuệ. Vô si là trí tuệ là đúng, nhưng mà vô sân không hẳn là tâm từ. Cái này là cái mà chúng ta phải để ý khi chúng ta học ở Thắng Pháp. Học Thắng Pháp chúng ta phải để ý điểm này. Và ở đây thì nó lại có một cái trường hợp khác. Trường hợp này là như vậy, thưa quý vị, là chúng ta gặp một cái cảnh trái ý nghịch lòng. Gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì cái sự trái ý nghịch lòng đó, ví dụ như mình đi ra đường gặp một người họ kỳ thị mình, họ có thái độ khó chịu với mình, thì cái khó chịu đó nó có nhiều cái lớp lắm. Hoặc giả là cái lớp thô nhất mà bên ngoài đó là người ta khó chịu với mình phản ứng ngay lập tức mình khó chịu lại. Đó là cái tâm không có tu tập. Một cái lớp khác đó là người ta kỳ thị mình, ở trong lòng mình khó chịu, tức là trong lòng mình có khó chịu, nhưng mà trong cái sự khó chịu đó chúng ta hóa giải bằng cái gọi là yoniso manasikara, là khéo tác ý. Khéo tác ý, bởi vì như ngày xưa chúng tôi mới sang bên Mỹ thì lúc bây giờ có một cái phong trào gọi là Hare Krishna, tức là một cái phái của Ấn Độ giáo. Và Hare Krishna là họ rất là thịnh hành ở Mỹ lúc đó. Những người theo Hare Krishna họ đi đánh trống, họ nhảy múa ngoài đường, và họ hay đi xin tiền, họ bán sách vân vân, thì họ xin tiền người này người kia, và họ có một cái cuộc sống tương đối là theo Ấn giáo. Nhưng mà họ có một cái là những người theo Hare Krishna thì họ thường mặc cái đàn ông hay đàn bà, nhất là đàn ông thì mặc cái giống như cái y đội của chư tăng Nam Tông vậy đó. Cái y hình chữ nhật rồi quấn ở dưới, rồi cái áo cái màu thì cũng giống cái y. Và chư tăng Nam Tông đi ra bên ngoài, quý thầy Bắc Tông thì không có. Quý thầy Bắc Tông thường hồi xưa người ta hay nói là cung phu monk, tức là quý thầy học về võ thuật, họ có thêm sức mạnh. Nhưng mà thời chúng tôi mới qua đó thì họ hay lầm tưởng nhà sư Nam Tông là Hare Krishna,
Tại vì cái cách mặc mặc áo của Hare Krishna về cái hình tướng màu sắc nó cũng gần gần giống chiếc y. Nếu mà tin mắt thì biết là không phải, nhưng mà không tin mắt thì tưởng nhầm. Là chúng tôi đi vào ngoài đường đó, nếu mình nhẹ nhẹ thì họ gọi là Hare Krishna, Hare Krishna. Người Mỹ mà họ nói như vậy. Còn nếu mà họ kỳ thị nặng nữa, chúng tôi có một vài lần đi vào trong phi trường, thưa quý vị, đang ngồi, thì họ đến họ cảnh báo. Họ cảnh báo là ở trong phi trường này họ cấm không có cho đi kêu gọi tiền bạc. Tức là họ nói thẳng mình vậy thôi. Và chúng tôi biết là lý do tại sao họ nói như vậy. Bởi vì đã có những người Hare Krishna vào trong phi trường đi đi kêu gọi tiền bạc, kêu gọi đóng góp này nọ trong phi trường đó. Tại họ tưởng mình Hare Krishna. Thì chúng tôi cũng lễ độ nói họ nói không, chúng tôi chỉ là hành khách đi trong phi trường thôi. Nhưng mà nếu trong cái hoàn cảnh trường hợp như vậy mà mình không có khéo suy nghĩ mình vậy, mình là nhà sư, mình là hành khách, mình đi ngang mà họ đến họ gặp mặt mình, họ nói như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng cái chuyện tự nhiên là họ hiểu lầm, họ nghĩ là mình là Hare Krishna, thật ra họ họ đến họ cảnh cáo mình. Thì thưa quý vị, như vậy đó là nó có một cái lớp, một cái lớp khác. Cái lớp này đạo Phật gọi là khéo tác ý, hay là yojisomanasikara, là khéo suy nghĩ, suy nghĩ thế nào đó mà mình không có phiền trước cảnh trái ý nghịch lòng. Tức là mình gặp cảnh nghịch và cũng có thể mình có một chút khó chịu, có một chút hay là không một chút khó chịu, nhưng mà do cái nhìn bằng khéo tác ý đó, thì chúng ta hóa giải lại, chúng ta không có nổi giận. Chúng ta không có nổi giận nhiều. Thì ở đây là một cái sự vô sân, mà sự vô sân là do chánh tư niệm mà ra. Thì thứ gì ngoài cái vô sân chánh tư niệm đó, thì nó còn có một cái trạng thái khác mà chúng ta được biết là nhẫn nại. Nhẫn nại trong những cái thuộc tánh tịnh hảo đó, nó không có cái thuộc tánh nào gọi là nhẫn nại hết. Mặc dù cái pháp nhẫn nại đó được đề cập rất nhiều ở trong kinh tạng, như là nhẫn nại ba la mật, hay là ở trong Uvaha Parimokkha Đức Phật ca dụng pháp nhẫn nại. Nhưng mà cái nhẫn nại mà ở trong thắng pháp đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng do cái tánh vô sân được tu dưỡng, và ở tu dưỡng ở cái mức độ mà nó có khả năng để kham nhẫn được, để an nhẫn được đối với những cái điều trái ý kiến lập. Về mặt này thì chúng tôi có một cái thí dụ. Một thí dụ là ngày hôm nay người ta chế tác những cái máy móc đó, họ có dùng một cái lớp gọi là cách nhiệt. Lớp cách nhiệt mình gọi là insulation. Và lớp cách nhiệt làm sao mà cho cái độ nóng của bộ phận này nó không lan vào bộ phận kia. Và cái lớp cách nhiệt này đó, nó làm cho giữ một số bộ phận quan trọng đó, không bị cái nóng ảnh hưởng. Thì tương tự như vậy, cái thuộc tánh vô sân đó, nó là một cái thứ insulation, một cái thứ cách nhiệt, mà nó khiến cho tâm không có bị trở nên nóng nại. Cái gì nóng quá không có chạy lâu được. Quý vị nào mà xài điện thoại cầm tay đó, nếu cái điện thoại đó mà người ta chế mà nó nóng quá, nó mau hết pin rồi. Và là phải đi sửa liền lập tức. Bởi vì sao vậy? Bây giờ thì hết rồi, thưa quý vị, ngày xưa chúng tôi nhớ rằng có nhiều điện thoại cầm tay mình xài một lúc nó nóng lắm. Nóng đến nỗi mình khó chịu rồi đó. Và tất cả những điện thoại nào nó nóng quá đó, thì nó rất là mau hết pin. Tại nó nóng thì nó phải dùng tới điện lực. Và nó mau hết pin và lâu ngày thì có thể cháy máy nữa. Và do vậy, người ta phải chế thế nào đó mà nó phải có một cái cơ phận. Mà cơ phận nó làm cho bát máy. Trong trường hợp chúng tôi nó nói rằng chiếc xe hơi, họ chế cái radiator, cái bình nước để làm gì? Bình nước để làm cho nguội máy, cho mát máy. Thì cái bình nước, cái radiator được ví dụ như là vô sân. Thì do vậy chúng ta có thể hiểu ở tại đây đó là vô sân là một trạng thái mát mẻ. Và sự mát mẻ này có thể là có nghịch hay không có nghịch cảnh. Nhớ như vậy, trên phương diện vĩ mô á, trên phương diện vĩ mô thì vô sân có nghĩa là sự mát mẻ. Và dù có nghịch cảnh hay không nghịch cảnh, nhưng mà trên phương diện nói đại loại đó, thì cái sự vô sân đó, thường là người ta nói trên phương diện đối với nghịch cảnh, đối với những điều trái ý nghịch lòng. Thật ra hai cách nói, hai cách hiểu giữa vĩ mô và đại loại đó
nó hơi khác với nhau một chút. Và trong trường hợp một người nhẫn nại, nếu mà mình đâu khó chịu, mình đâu nhẫn nại, tại vì nó khó chịu thành ra mình mới có nhẫn nại. Thành ra chúng ta tạm nói là nhẫn nại là một sự chịu khó trước điều khó chịu. Và nếu mà không chịu khó với điều khó chịu thì khởi ra sân tâm. Mà chịu khó trước điều khó chịu á, thì mình không có biểu lộ sự sân hận ra bên ngoài, nhưng mà trong cái sự chịu khó đó, nó vẫn có cái trạng thái của thọ ưu. Đây là điểm rất là tế nhị mà chúng ta cần phân biệt. Giả sử như bây giờ một vị hoàn toàn giải thoát đó, thì có người khác họ công kích, như ngày Xá Lợi Phất, ngày đang đi khất thực, mà có ông Bà La Môn đấm ở sau lưng ngài, đánh sau lưng ngài, ngài chỉ đứng yên và ngài quay người lại từ từ và ngài hỏi rằng có việc gì, đơn giản vậy thôi. Thì trong trường hợp ngài Xá Lợi Phất, ngài không chỉ nhẫn nại, hiểu ngài nhẫn nại là hiểu sai, tại vì ngài đâu có sân đâu ngài nhẫn nại, ngài không có khó chịu. Còn khi mà chúng ta bị một cái cú đấm bất ngờ, mình rất là bực bội, nhưng mà vì mình là một người lớn, vì mình là một nhà sư, vì mình là một người có tư cách, mình không nổi nóng, mình chịu khó nhẫn nại, mình hỏi ồ có chuyện gì vậy. Cái đó là khác. Thì chúng ta nên phân biệt ở trong trường hợp như vậy. Khi mà nói đến nhẫn nại đó, tức là chịu khó, chịu khó trước điều khó chịu đó, đó là nhẫn nại. Nhưng mà cái có những trường hợp mà mình không có khó chịu, dạ mình không có khó chịu, thành ra mình không có cần phải chịu khó. Dạ không khó chịu là việc tự nhiên như vậy. Như quý vị sống ở tại Houston ấy, thì mình biết rằng mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh bức. Và như hôm nay tại Houston trời lạnh ấy, thì lạnh là biết là lạnh, chứ mình cũng không có càm ràm, không có giận hờn, không có bực bội, không khó chịu sao trời lạnh quá, tại vì nó vốn là như vậy. Dạ nó vốn là như vậy rồi. Thì cái sự an hòa, cái sự không có bực bội đó chúng ta gọi là vô sân. Dạ, chúng ta gọi là vô sân là vì chúng ta có cách nhìn nào đó mà nó hóa giải được chuyện như vậy. Thật ra chúng ta đưa ra nhiều thí dụ để quý Phật tử thấy được rằng một đó, vô sân không phải là sự vắng mặt của sân, mà vô sân một cái tố chất, một cái chất liệu làm cho nguội, làm cho mát, làm cho nhẹ nhàng đối với là nhẹ nhàng đối với tâm của tâm. Và có thể là có nghịch cảnh hay không có nghịch cảnh, nhưng mà nó phải là một trạng thái như vậy. Và trên phương diện đại loại đó thì vô sân được hiểu rất nhiều chiều kích, rất nhiều chiều kích khác nhau. Vô sân là có thể là do cái cảnh tốt, như là những nghiệp quá khứ tốt, bây giờ cảnh tốt thì cái tâm nó an lại. Vô sân cũng có nghĩa là do cái bản chất hay bản năng hay là cái tiềm thức mình vô sân. Vô sân có thể là do tâm tư, vô sân có thể là do nhẫn nại, vô sân có thể do khéo tác ý. Thì vô sân được mô tả với rất nhiều hình thức. Nhưng mà cái vô sân mà của vô sân mà của gọi là thuộc tánh, nói theo cách tối vĩ, thì đó là một cái chất liệu làm cho tâm tư được mát mẻ. Mình cứ hiểu như vậy là những cái bộ máy nó vận hành đó, nó thường tạo ra chất nóng. Thành ra người ta chế một cái cooling device, một cái cooling box, cooling fan, một cái quạt làm máy, cái gì đó làm nguội máy. Thì cái làm nguội máy đó, cái đó được hiểu như là một cái thuộc tánh sân, và phải phân biệt tương đối rất là đi chi, rất là rõ về điểm này, thì chúng ta mới không có chúng ta không bị nhầm lẫn giữa cách nói vĩ mô và cách nói đại loại. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua hai phần mà như thường lệ đó, đó là về phương diện ngữ và nghĩa. Chúng tôi nhắc lại hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là thường là vô tham, vô sân, vô si. Thì vô tham đồng nghĩa với xả ly, vô sân đồng nghĩa với tâm từ, vô si đồng nghĩa với trí tuệ. Vô si đồng nghĩa với trí tuệ là hoàn toàn đúng, nhưng mà ở đây xin nhắc lại là vô sân không có nghĩa là đồng nghĩa với tâm từ. Tâm từ là tâm lấy chúng sanh làm đối tượng, mong cho chúng sanh được an lạc.
và đối xử với chúng sanh một cách thân thiện, tâm từ đối chúng sanh một cách mát mẻ, nó là vô sân đó. Nhưng mà không phải tất cả trạng thái vô sân đều lấy chúng sanh làm đối tượng, và nên chúng mình chỉ có nghĩa nên tôi biết như vậy. Và trong phần cẩn thận chúng tôi phải nhắc quý vị về cái thọ ưu á, và một lần nữa thọ ưu trong tháng pháp gọi là sân, nhưng mà thọ ưu ở trong cái ở trong cái cách nói đại loại không hẳn là sân. Trong cái nói đại loại không hẳn là sân, chúng ta cần cẩn thận. Một người có thể là một người có thể là gặp những cảnh đau buồn, nhưng mà họ họ có cái sự tự chế, thì trong sự tự chế họ có thở ưu đó. Dạ, trong sự tự chế có thở ưu, họ không có biểu lộ bộc bạch ra ngoài. Nhưng mà âm thanh bị rè hả sư? Dạ, quý vị quan hệ chờ một chút nhé. Quý vị quan hệ chờ một chút. Chúng quý vị quan hệ chờ thì chúng ta một chút quý vị. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe được không? Dạ tốt rồi. Bên này chúng tôi không hiểu tại sao mà nói một hồi cũng bị rè. Chúng tôi tưởng được chỉ có con người mà nói chuyện nhiều mới rè thôi. Không ngờ là máy cũng nhiều lúc nói chuyện bị rè thôi quý vị. Bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài về vô sân. Trước khi mà chúng tôi chấm dứt bài học này rồi, thì chúng tôi cũng nhắc quý Phật tử một điều là đừng bao giờ nghĩ rằng vô sân nghĩa là không có sân. Dạ, không có sân chưa đủ là vô sân, mà vô sân còn là một cái chất liệu làm cho mát mẻ, làm cho mát mẻ. Và cuộc sống hàng ngày khi mà mình làm chuyện gì đó mà bằng cái tâm tư không có nóng nảy đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được nó rất là khác biệt với tâm tư nóng nảy. Thành ra vô sân là một cái chất liệu làm cho tâm tư được mát mẻ. Và bên cạnh đó đó, thì chúng ta nên nhớ rằng vô sân là một ở trong ba cái căn thiện. Dạ, ba căn thiện. Cái thiện mà đúng nghĩa đó là nó phải là vô tham, vô sân, vô si. Vì vậy có nhiều khi Đức Phật này định nghĩa như vậy là thiện là gì, bất thiện là gì, bất thiện là tham sân si, thiện là gì, thiện là vô tham vô sân vô si. Dĩ nhiên là danh sách thiện thì có nhiều cái danh sách, như chúng ta nghe tín niệm tà quý vân vân, nhưng mà vô tham vô sân vô si là ba cái căn cội, ba cái hệ tú, ba cái mưu lạc của căn cội của thiện pháp và trong đời sống hàng ngày. Một cái người mà sống
mà cho dù là họ làm việc tốt nhưng mà tâm họ nóng nảy, tâm họ nóng nảy nhiệt não đó, thì cái chất thiện nó cũng sẽ bị mất đi. Nó bị mất đi và không nên hiểu cái không nên hiểu cái chất thiện nó chỉ qua hành động không, mà phải qua cái trạng thái tâm nữa. Chúng tôi muốn lấy một ví dụ là có những người họ hay làm phước ở chùa, vì làm lễ trai tăng hay là cúng dường để lễ tăng y, hay là đi chùa làm công quả, nhưng mà họ đi làm công quả trai tăng vân vân, quét dọn chùa chiền mà bằng cái tâm sân hận, và bằng tâm sân hận. Ví dụ mình vừa quét mà vừa giận là ai xả rác, hay mình làm lễ chùa mà mình bực bội là người này làm không theo ý mình, người kia không theo ý mình, thì cái sự sân đó, cái sự bực bội đó, nó lại làm giảm đi cái chất của thiện rất nhiều. Và chúng ta nên nhớ rằng tham sân si là ba cái pháp mà nó làm giảm thiểu đi cái hành động thiện rất là nhiều. Còn ngược lại đó, một người sống mà làm phước đúng nghĩa là phước, sống an lạc đúng nghĩa an lạc, thì họ phải cảm nhận được một cái trạng thái dễ chịu, một trạng thái dễ chịu. Như là chúng tôi hồi nhỏ thì không để ý, hồi nhỏ không để ý, khi mà qua bên Mỹ rồi thì bắt đầu người ta xài máy điều hòa không khí đó. Điều hòa không khí thì mình mới hiểu rằng cơ thể mình nó hợp với một cái nhiệt độ, nhiệt độ ví dụ như là độ Fahrenheit thì là 72 độ, độ C đó thì là 22 độ. Nếu mà cái không khí bên ngoài mà nó không phải là 72 độ mà nó khoảng chừng như hiện tại Houston bây giờ 65 độ, thì mình cảm thấy nó lạnh cũng là khó chịu, mà nó lên tới 80 độ mình cảm thấy hơi nực, nó cũng là khó chịu. Tại ra 72 độ gọi là room temperature. Và room temperature là cái nhiệt độ thoải mái ở trong căn phòng, thì lúc mình cảm thấy rất là dễ chịu. Thì cái mà nó làm cho cái nhiệt độ được 72 độ đó, thì cái đó gọi là, chúng tôi tạm gọi thí dụ cho cái vô sân. Chúng tôi cảm thấy vô sân. Và cái mà right temperature, cái nhiệt độ mà nó đúng làm cho mình cảm thấy dễ chịu đó, nó quan trọng cho sự an lạc của cuộc sống. Mình tưởng tượng như là cuộc sống mà cho dù mình có giàu có, mình có ăn ngon mặc đẹp, mình có tiền bạc nhiều, nhưng mà con người mình nó nóng nảy, nó khó chịu, thì thật ra nó thiếu đi chất của hạnh phúc. Khi chúng tôi còn ở Việt Nam, chúng tôi không có thấy ra điểm này, nhưng mà sau 40 năm sống ở tại Mỹ rồi đó, thì chúng tôi đã quen với không khí lạnh, thật ra như trời lạnh thì cảm thấy thoải mái, ngay cả trời tuyết cũng vậy. Nhưng mà khi về Á Châu, có một vài lần mà chúng tôi nhớ rằng có một năm chúng tôi về Nepal vào tháng 6 với Sư Nguyên Thông, lúc đi cứu trợ. Nói thì rất là khó tin, nhưng mà cả một thành phố, cả thành phố không có chỗ nào có máy lạnh hết. Đi đeo cục đóng lên, và buổi tối chúng tôi với Sư Nguyên Thông là chỉ có một cách để làm cho mát là tắm thôi. Tắm ngày 2-3 lần để bôi dội nước tắm hoài, vì lý do là nó nóng quá. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái nóng á, nó làm cho nó chi phối cuộc sống, nó chi phối cuộc sống rồi đó. Cái nóng ở bên ngoài, còn cái nóng ở trong lòng của chúng, trong tâm của chúng ta cũng vậy. Cái nóng ở trong tâm của chúng ta đó, cái nóng này nó làm hư cái chất của thiện pháp. Giống như hồi nãy chúng tôi có nói rằng cái máy mà mình chạy, quý vị thấy cái máy nào mà dù cái iPad hay là cái điện thoại cầm tay, hay là chiếc xe chạy mà cái độ nóng mà nó quá cái mức cho phép, thì nó có vấn đề. Thật ra tại sao vô sân lại là một cái căn gọi của thiện pháp, căn gọi thiện pháp là không có nhiệt não. Và người xưa họ dịch cái chữ kilesa, họ dịch là ở trong tiếng Anh là defilement, thì họ dịch là cái gì đó làm cho ô nhiễm, làm cho bận nhơ trong tiếng Anh. Nhưng mà người Trung Hoa họ không dịch là ý nghĩa là defilement, họ dịch là diệt não hay là phiền não. Cái chữ não đó cũng là một sự nung nấu, làm cho khổ, làm cho nóng nảy. Thật ra chúng ta nhớ rằng cái sân á, nó là một trong ba cái căn cội của bất thiện. Thì cái vô sân á, nó cũng là một ở trong ba cái căn cội của thiện.
một cái người càng sống, càng tu tập thì càng phải có khả năng hạ nhiệt, càng khả năng bớt đi sự nóng nảy. Chúng tôi có nghe một vị hòa thượng nghe nói rằng một cái thành viên ở trong tăng gia, một thành viên ở trong một gia đình mà biết sống, là sống mang lại sự mát mẻ cho những người xung quanh mình, mà mình ở đâu mình mang lại sự nóng nảy thì mình còn thường tạo lại vấn đề. Có một vài có một vài người họ có cái tính thì vậy, họ đi đâu họ không để ý chuyện đó. Cái chỗ người ta đang sống bình thường, mình vào thì tự nhiên đất bằng nổi sống, họ chê người này, họ chỉ trích người kia, họ tấn bốc người nọ, cái đề cao người này, cái chuyện chỉ trích người kia, nó cũng tạo cho cái gia đình nó nóng nảy, và người đã trở thành một cái nhân tố mà khiến cho trong cái chùa đó hay trong gia đình nó nóng nảy. Thì như vậy chúng thấy rõ ràng cái sự nóng nảy đó, cái sự tăng nhiệt đó, nó là một cái dấu hiệu của cái gọi là bất thiện pháp. Và ở đâu mà có sự mát mẻ an hòa, ví dụ như là mình gặp một người mà người đó họ cho mình một nụ cười thân thiện, mình thấy rõ ràng mình thoải mái, thì mình hiểu như vậy, mình hiểu rằng cái sự an hòa, cái sự mát mẻ đó, sự thân thiện đó, nó là vô sân, và cái vô sân nó luôn luôn là cái chất liệu của thiện. Nếu mà ai mà tu tập mà nói rằng trong sự tu tập đó, trong cái thiện pháp đó mà ngay cả cái nóng cũng là thiện pháp, thì chúng ta nên đặt lại vấn đề cái người mà thật sự mà sống với phát thiện đó, thì người đó phải ít sân, bớt sân. Ở trong tiếng Anh sao thì họ có cái chữ người ta nói rất nó quá nhàm và nó không hay nữa, người ta không hiểu chữ khu. Vua khu, chữ khu là mình mát mẻ, như vua khu là mình nhìn thấy mình thích đó nha, nhìn thấy mình thích được. Nhưng chữ khu đó là sự mát mẻ, là không bao giờ mình thấy đủ cái ngôn ngữ mình lột hết chuyện đó. Nhưng mà đại khái là mình phải hiểu là trong cái thiện cho điều tốt lành đó, nó có một cái đặc tính của sự hòa diệu, của sự mát mẻ, của sự dễ chịu, cái đó là vô sân, nó đặc thù lắm. Còn cái gì mà nó nóng hơn bình thường, cái gì mà nó quá nóng đó, thì nó khó bền bỉ, nó khó lâu dài được. Thật ra vô sân, vô sân là có thể được xem gọi là một cái căn cội của thiền pháp vô sân. Chứ hy vọng rằng quý Phật tử có thời giờ đọc lại trong nhiều cái bản kinh ấy, sẽ thấy Đức Phật nhắc đi nhắc lại về vô tham, vô sân, vô si là nhân của thiện, và tham sân si là nhân của bất thiện. Về riêng về cái thuộc tánh vô sân này thì chúng tôi muốn quý Phật tử luôn luôn là nhìn thấy trên cả hai góc cạnh vĩ mô và đại loại. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút, và xin được hỏi không biết là Thượng tọa Tuệ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, dạ xin được kính thỉnh Thượng tọa khoan nghỉ nói cho vài lời tiếp theo trong bài học ngày hôm nay. Xin thỉnh Thượng tọa khoan nghỉ. Dạ kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Nam mô Bổn Thầy. Để tiếp theo lời của Thượng tọa Nhất Đẳng và chờ đợi trong thời gian Thượng tọa đưa ra câu thảo luận về bài học hôm nay, và chúng tôi cũng xin chia sẻ giống như một vài ý nghĩa về thuộc tánh vô sân.
Từ nãy giờ chúng ta đã nghe Thượng Tọa Thích Trọng trình bày về cái thuộc tính vô sân. Nó là một loại tâm thiện. Vô tham cũng là một loại tâm thiện. Vô si cũng là một loại tâm thiện. Nếu mà chúng ta nói một cách bao quát thì vô tham, vô sân, vô si theo trong thắng pháp thì nó là ba cái thuộc tính thiện, ba cái căn thiện mà cũng là ba cái căn vô ký. Vô ký tình hảo. Cho nên ở trong bộ Giáp Mắt Cá, bộ Sông Đớ, bộ thứ sáu của tạng Vi Diệu Pháp xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi nóng trong người xong chúng tôi bị khan tiếng. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn chúng tôi. Ở trong bộ Sống Đấu, khi mà đề cập đến cái phần đầu, tức là cái phần Mù Lá Gia Bạc Căng, Mù Lá Gia Bạc Căng tức là căng sông, thì đề cập đến chính căng, tức là ba căn bậc thiện, ba căn thiện và ba căn vô ký. Thực ra thì ba căn thiện với ba căn vô ký chi pháp vẫn là vô tham, vô sân, vô si thôi. Nhưng mà hễ vô tham, vô sân, vô si mà nó phối hợp trong tâm thiện thì gọi là căn thiện, gọi là kusala mulaka hay là kusala mula. Còn khi vô tham sân si mà hiệp ở trong ở tâm quả hữu nhân và tâm tố hữu nhân thì được gọi là ba cái căn vô ký abhyagata mula. Đây được gọi là chính căn danh. Thì thưa quý vị, để nói riêng về vô tham, vô sân, vô si là cái căn thiện thì chúng ta đọc lại ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến Samadhi Sutta ở trong bộ kinh quyển 1. Tôn giả Sariputta ngài trả lời cho các vị tỳ kheo khi các vị đã hỏi cho đến mức độ như thế nào một vị thánh đệ tử gọi là có chánh tri kiến. Thì ngài Sariputta ngài nói khi một vị thánh đệ tử biết rõ pháp bất thiện và căn bất thiện, như vậy gọi là vị có chánh tri kiến. Một vị thánh đệ tử biết rõ pháp thiện và biết rõ căn thiện, như vậy gọi là có chánh tri kiến. Vậy thì ở đây đó thưa quý vị, nếu mà chúng ta là người tu tập mà chúng ta
không có biết được pháp thiện và căn thiện thì như vậy cũng còn thiếu sót ở trong cái chánh tri kiến của chúng ta. Và nếu mà chúng ta chỉ biết pháp thiện tức là bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ tinh pháp thuyết pháp, hồi hướng phước thì phước, cả chánh tri kiến, chúng ta chỉ biết 10 cái điều gọi là Puñña-tariya-vatthu, thì như vậy nó chưa phải là hoàn toàn có chánh tri kiến. Vì sao? Thí dụ như một người bố thí, mặc dù họ biết bố thí là điều thiện, nhưng khi đang bố thí đó, một là họ để cho cái ái tham nó chi phối. Người này thích được cái danh người ta khen tặng, người ta đề cao là thí chủ, là đại thí chủ, thì hễ mà còn xen lẫn cái ái tham đó thì cái pháp thiện này, ngài Bố Thất Cô Xá ngài gọi đó là hi na ku sa lam, tức là cái pháp thiện bậc hạ chứ chưa phải là cái pháp thiện bậc cao panita ku sa lam. Vì trong khi làm việc bố thí, ở bên ngoài hình thức là buông bỏ, đem cho biếu tặng cúng dường, nhưng mà trong cái thời gian đó, cái thời điểm đó, người này vẫn còn có một cái sự dính mắc đối với danh, thì như vậy cũng chưa phải là cái pháp thiện hoàn toàn. Bởi vì pháp thiện hoàn toàn phải là vô tham. Lại nữa, có người họ chỉ biết pháp thiện mà không biết căn thiện đó. Thí dụ như họ bố thí hay họ giữ giới, nhưng mà họ có thể vì cái việc thiện của họ, chúng ta cho rằng cái việc thiện đi, cái việc thiện bố thí trì giới của họ vẫn làm cho người khác bị nóng nảy, bởi vì khi mà họ làm việc thiện đó, họ đang bố thí đó, nhưng mà họ nóng nảy, họ dễ bực bội, dễ cáu quát, cáu gắt với người khác. Khi người khác đi theo và làm không đúng ý họ, thì lúc bây giờ họ sân giận, họ quát tháo. Thì như vậy những người đi theo làm việc chung trong cái sự việc bố thí, và sống chung ở trong một cái hội chúng, một chùa, cùng nhau giữ giới, nhưng mà họ giữ giới họ hay dòm ngó người khác, họ hay chê bai chỉ trích người khác, và họ tự tán quỷ tha, khen mình chê người. Như vậy thì tự họ làm nóng nảy, họ giữ giới mà họ nóng nảy với giới được. Và vì cái sự giữ giới đó mà họ làm nóng nảy cho người khác, thì như vậy trong trường hợp này, cái sự giữ giới của họ nó không có hoàn toàn là thiện, bởi vì cái tri kiến của họ, họ không hiểu rõ đây là pháp thiện mà cần phải có cái căn thiện nữa, tức là vô tham rồi phải có vô sân nữa.
Cho nên khi mà chúng ta học về thắng pháp và chúng ta học về những cái thuộc tánh tịnh hảo như là vô tham vô sân, rồi sau này chúng ta sẽ học cái thuộc tánh vô si. Và thưa quý vị, chắc có lẽ là chúng tôi đề nghị với Thượng tọa Giác Đẳng, chắc ngày sau, cái ngày chủ nhật sau đó, chúng ta học về thuộc tánh vô si, để ba cái căn thiện nó liên kề với nhau để cho chúng ta dễ hiểu. Và chính ngài Bố Thật Cô Xá, khi mà ngài đề cập đến cái phần hành quấn, cái phần hành quấn ở trong cái phần tuệ, thì ngài liệt kê, thì ngài cũng nói vô si nó đi liền kề với vô tham vô sân. Vì ở trong cái bộ thắng pháp tập yếu luận ở phía tham mất thái sanh ga hạ, thì về tách ra đó là bởi vì vô tham vô sân nó nằm ở trong 19 cái thuộc tánh tịnh hảo biến hành sa sofanas sa thara. Còn vô si được tách ra khỏi nhóm mà để vào trong 6 cái thuộc tánh thuộc về tịnh hảo biệt cảnh bất kinh đa cá. Cho nên chúng ta thấy tách rời như vậy. Nhưng mà ở đây khi mà học để tiện cho chúng ta theo sát ý nghĩa trình bày, thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ chúng ta nên học vô tên thuộc tánh vô si tiếp theo vô sân này. Và thưa quý vị, cũng có một điều mà chúng tôi cũng xin trình bày là ở đây, khi mà chúng ta học về căn bất thiện là căn tham, căn sân, căn si, rồi học về cái căn thiện là vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta nên lưu ý một điều là đối với căn bất thiện thì tham và sân không bao giờ nó đồng sanh trong một sát na tâm, không bao giờ đi chung với nhau. Mà tham thì chỉ đi chung với căn si, căn sân thì chỉ đi chung với căn si. Căn si thì có thể là đi riêng một mình ở tâm si, ở hai tâm si. Cái trường hợp đó là đối với căn bất thiện nó có sự khác nhau. Còn ở trong cái tâm thiện đó, thì căn vô tham, vô sân luôn luôn là đi chung với nhau. Nhưng mà vô tham, vô sân có thể là đi chung với vô si, nhưng mà cũng có thể là không đồng sanh với vô si. Tức là ở trong những cái tâm tịnh hảo dục giới, bất tương trí nhàn á quyết và vô tạc, thì ở đây trong tâm thiện dục giới ly trí, tâm quả dục giới ly trí, tâm tố dục giới ly trí, thì đều có vô tham vô sân nhưng mà không có trí tuệ. Đây là một trường hợp khác biệt giữa hai cái phạm trù là căn bất thiện và căn thiện. Chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Rồi chúng tôi nói nãy giờ cũng 15 phút rồi thôi,
Không biết là Thượng Tọa Nhật Đẳng có câu thảo luận chưa? Xin hỏi Thượng Tọa. Ồ, có, giờ có rồi. Vậy chúng tôi xin dứt lời ở đây. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Thầy. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thượng Sư. Mà Thượng Tọa Thượng Sư, đây là một điểm mà người mới học Phật á, rất là khó có thể tưởng tượng được là ở trong kinh và đặc biệt là ở trong tăng luật đó, có nhiều trường hợp Đức Phật khiển trách một vị tỳ kheo rất nặng. Dạ, Ngài khiển trách rất nặng tại vì Ngài muốn nhấn mạnh rằng điều đó không thể xảy ra trong tương lai, ngăn ngừa xảy ra tương lai. Nhưng mà người ta nghĩ rằng nếu mà Đức Phật không có sân á, thì Ngài không thể nào mà Ngài khiển trách bằng tâm như vậy hết. Tại vì thường thường trong đời sống hàng ngày á, mình thấy trong sự cư xử là vị nào mà cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm không có sân á, thì ít bao giờ có cái lời xây dựng mà nó mạnh mà nó rõ. Nhưng mà vị nào mà thường dạy học trò mà xây dựng mà học trò làm sai mà la rầy nhiều á, thì lại có cái tánh có giống như hơi sân. Thì Thượng Tọa sẽ giải thích là làm thế nào mà Đức Phật và chư vị A-la-hán có thể khiển trách một người ác một cách rất là mạnh mẽ, nhưng mà không phải khiển trách bằng tâm sân. Thượng Tọa có thể giải thích thêm về điểm này không? Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thường gặp những trường hợp ở trong lục tạng của vị Đức Phật, khi mà Ngài quở trách một vị tỳ kheo lầm lỗi, lúc đó Đức Phật lại dùng cái từ gọi là Mukha Purisa. Mukha Purisa tức là cái người rỗng không. Mà ở đây cái người rỗng không đó, Mukha Purisa, thì ở trong bản dịch người ta hiểu theo cái nghĩa bóng, tức là cái người ngu si. Còn có khi họ nói là một người điên rồ, kẻ điên rồ kia, hay này kẻ ngu si kia. Chúng ta nghe, chúng ta có cảm giác như là Đức Ngài thoá mạ một người lầm lỗi, thì chúng ta lại liên tưởng đến cái lời khiển trách của Ngài nó xuất phát từ cái tâm sân. Còn ở đây đó, thì chúng ta nên hiểu một cách chính xác là đối với Đức Phật cũng như chư vị A-la-hán, cái dòng tâm thức của Ngài, cái dòng tâm sinh khởi, cái lộ trình tâm sinh khởi, tâm chống bất nát hay là tâm động lực, hoàn toàn chỉ là cái tâm kinh gia chế tác, tức là tâm duy tác hay là tâm tố. Thì tâm duy tác hay tâm tố, thì tâm đó là hoàn toàn không có tham, không có căng tham căng sân phối hợp, mà tâm tố chỉ là một trạng thái tâm tịnh hảo, trong đó có vô tham vô sân vô si. Thì nói như vậy đó, tại sao phải nói kỹ vậy? Là bởi vì nếu mà
chúng tôi nói là Đức Phật và chư vị A-la-hán hoàn toàn không có sanh, thì quý vị cho rằng là trường hợp là ai không biết, hoặc là quý vị cho rằng là mẹ hát con vỗ tay. Thật ra chúng tôi mới dẫn chức cái chi pháp để quý vị hiểu được là cái trạng thái tâm của một vị A-la-hán, một bậc đoạn lậu như là bậc Thanh Văn hay là bậc Toàn Giác như Đức Phật, thì hoàn toàn là cái tâm vô sân. Như vậy thì làm thế nào để hiểu trong trường hợp Đức Phật hay là các bậc A-la-hán với tâm vô sân khiển trách nặng nề một người làm điều sai quấy? Thưa quý vị, ở đây chúng ta cần phải biết rằng là những cái ngôn từ dùng để khiển trách chưa hẳn là phải tâm sân mới dùng được. Nếu như những cái ngôn từ mà thô tục nặng nề đó, như là chửi mắng, chửi rủa, thì cái đó là do cái tâm sân ra. Nhưng mà những cái ngôn từ mà có cái sự nghiêm khắc, khiển trách nghiêm khắc, thì trong trường hợp này không phải hoàn toàn là những cái ngôn từ đó do cái tâm sân, mà chúng ta phải biết là do cái tâm trí tuệ, do cái tâm trí tuệ. Bởi vậy cho nên ở trong Thanh Tịnh Đạo, khi mà đề cập đến cái đặc điểm của người có tánh sân đó, là hay trách mắng người khác, và cái người có tánh trí tuệ, có khuynh hướng trí tuệ cũng trách mắng người khác. Nhưng mà giữa hai cái sự trách mắng đó nó khác nhau ở điểm nào? Ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rằng cái người có tánh sân đó, thì khi mà họ trách mắng người khác là họ có thái độ là buộc tội người khác, buộc tội người khác, đưa người khác vào cái đường cùng. Còn cái người trí, cái người mà có khuynh hướng trí, người trí khi mà họ trách mắng người khác là họ muốn cho người khác thấy được cái lỗi lầm để mà sửa chữa cho tốt, nghĩa là có cái lối thoát, chứ không phải là buộc tội. Chúng ta nhớ rõ hai trường hợp đó. Người có tâm sân á, thì khi mà họ trách mắng người khác là để cáo buộc, để buộc tội, gọi là arojana. Còn người kia, người ta trách mắng là để xây dựng cho tốt đẹp. Ở hai cái điểm này chúng ta thấy rõ là có cái sự khác nhau một chút. Vì vậy ở đây cái thái độ trong cái trường hợp mà Đức Phật hay chư vị A-la-hán mà Ngài khiển trách nặng nề một người làm điều sai quấy, Ngài khiển trách bằng cái tâm chẳng những là vô sân, mà cái tâm đó là cái tâm hợp trí nữa, có vô si trong đó. Thì như vậy
Đức Phật hay chư vị A-la-hán là những bậc trí, lại quả cách không phải nhằm buộc tội và dồn ép người khác đi vào chỗ sâu muộn đau khổ, mà ngài khiển trách nặng nề là để giúp cho người khác phục thiện, cải thiện những cái lầm lỗi đó. Đó chỉ có một chút như vậy thôi, có một chút như vậy thôi là chúng ta nhận ra được cái chỗ, được cái, nhận ra cái chỗ đó thì chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật ngài dạy nghiêm khắc là ngài dạy như thế nào. Và chúng tôi cũng mong rằng khi mà học xong thắng pháp đó, học những cái thuộc tánh, chúng ta hiểu được như vậy rồi, khi mà chúng ta đọc kinh điển và chúng ta gặp những cái trường hợp mà Đức Phật ngài khiển trách, ngài quở trách một vị tỳ kheo, hay là ngài quở trách một kẻ ngoại đạo, như ở trong cái bài kinh Trường Bộ, mà cái bài kinh Ampalattha, thì thanh niên Bà La Môn này, thanh niên Bà La Môn Ampalattha này có cái thái độ trịch thượng khi mà đi đến ông thầy thì muốn thanh niên đệ tử của mình đi đến Đức Phật để tìm hiểu xem ngài có đầy đủ 32 đại nhân tướng hay không. Vì theo cái truyền thống Bà La Môn thì người có đầy đủ 32 đại nhân tướng vậy là một chánh đẳng giác. Nhưng mà anh chàng thanh niên này anh ngạo mạn, cho nên khi mà anh đi đến đó, anh trong khi Đức Phật ngồi mà anh ta đi tới đi lui ở phía trước mặt, anh ta nói chuyện quơ tay múa chân ấy, thì Đức Phật ngài hỏi anh ta đứng trước các cái vị trưởng lão Bà La Môn, ngươi có cái thái độ nói chuyện kiểu này không? Thì ta nói không có. Nhưng mà anh ta nói vì đối với các vị sa môn đầu trọc hạ thì phải nói chuyện thế này. Đức Phật đã quở trách anh ta là người mất dạy, là người vô giáo dục. Lúc đó anh ta nổi sung, anh ta nổi sân lên. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới ôn tồn ngài giải thích cho anh ta nghe. Anh ta có biết được cái nguồn gốc của cái giai cấp Bà La Môn như thế nào không, và cái giai cấp Sát Đế Lị như thế nào không? Thì anh ta nói anh ta không biết. Thì dần dần Đức Phật là mới dẫn chứng về những cái nguồn gốc từ đời quá khứ xa xưa, thủy tổ của hai dòng dõi, hai giai cấp. Thì lúc đó cái thanh niên này mới là cái chàng thanh niên này mới là quy ngưỡng Đức Phật, quy y Đức Phật. Thì thưa quý vị, ở trong trường hợp đó, chúng ta nghe một cái trường hợp mà đệ tử của Bà La Môn Bokharani mà kêu chàng thanh niên Ampattha đi đến Đức Phật, mà anh ta có cái lời trịch thượng, có cái thái độ trịch thượng, và Đức Phật ngài nghiêm khắc ngài trả lời như vậy là vì rằng Đức Phật ngài muốn anh ta trở nên thuần phục, rồi anh ta mới được lãnh hội giáo pháp, chứ không phải là nói chuyện cách bình thường được. Thành thử ở đây chúng ta phải biết Đức Phật ngài cũng giống như là
một cái vị bác sĩ, một vị thầy thuốc, một vị thầy thuốc đối với những bệnh nhân mà cứng đầu, không có chịu nằm yên để cho trị bệnh vân vân, thì trong trường hợp này vì lỡ cho nó, lỡ cho bệnh nhân đó, thầy thuốc cũng phải trách mắng hay là phải lớn tiếng, phải trấn áp, làm cho nó phải thuần phục, phải nghe theo, thì như vậy mới có thể là trị bệnh được. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cũng nên hiểu theo cái cách đó để chúng ta hiểu về Đức Phật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1 như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính trân thưa thầy tu sư. Bất thiện thầy tu sư xin thỉnh trả lời cho một câu rồi thỉnh thưa thầy đi nghỉ. Bất thiện thầy tu sư, trong thắng pháp thì chúng ta thấy có hai điểm thú vị, đó là khi mà nói về các thuộc tánh ấy, thì sân là thuộc tánh bất thiện, và ở trong những tâm tịnh thảo không bao giờ có sân hết, tức là tham sân si, đặc biệt là sân ấy, thì luôn luôn là đi với thuộc tánh bất thiện thôi. Nhưng mà trong duyên hệ chúng ta thấy có khi là bất thiện lại trợ cho thiện bằng cảnh duyên, hay là bất thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên. Và ở trong kinh Tạng thì cũng có đề cập đến thọ ưu, có những thọ ưu nên thân cận, có những trường hợp mà thọ ưu không nên thân cận, có những trường hợp thọ ưu nên thân cận. Thì muốn hỏi chị tội là siêu là thí dụ như một người bực bội trước điều ác, thì cái sự bực bội đó nó có kể là thiện ở trong cách nói đại loại, hay là cách nói vĩ mô, không vĩ mô là không rồi đó, nhưng mà trong cách đại loại có thể chấp nhận được không, và có thứ sân nào mà gọi là thiện không? Xin cái thỉnh chư tổ hoan hỷ giải rõ về điểm này. Kính bạch trên tâm đức kính thưa quý Phật tử, ở đây ở trong kinh Tạng vẫn có nói đến trường hợp Đức Phật đã dạy rằng ưu, thọ ưu có hai loại. Này thiên vương, thiên vương đế thích hai loại, một loại nên thân cận, một loại không nên thân cận. Loại ưu nào làm cho ác bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp bị suy giảm, thì ưu đó không nên thân cận. Còn cái loại ưu mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng và thiện pháp suy giảm, thì ưu đó nên thân cận. Rồi lại cái trường hợp khác, khi mà có một vị tỳ kheo hay là có một cận sự nam, hoặc là có một du sĩ ngoại đạo chẳng hạn, khi mà họ cảm thấy mình có cái lỗi lầm với Đức Phật, họ đến họ bày tỏ, họ phát lộ cái lỗi lầm đó, sám hối lỗi lầm đó, họ hối hận, bày tỏ sự hối hận của mình, thì lúc đó Đức Phật ngài nói rằng quả thật đó là cái lỗi lầm của ngươi, do vì bất thiện, do vì vô minh, vì thiếu trí mà ngươi đã có những cái hành động như vậy, những lời nói như vậy. Nhưng ở đây ngươi đã phát lộ cái lỗi lầm, thì ta chấp nhận cho ngươi cái sự phát lộ đó, vì
một người biết hối hận với những cái lỗi lầm và phát lộ thì có là một cái sự tiến bộ ở trong pháp luật bậc thánh. Đức Phật ngày dạy như vậy. Thì cái trường hợp nó cũng đúng, đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng ở đây khi chúng ta học trong thánh pháp thì chúng ta thấy rõ thọ ưu đô mà đã sát sa hà gà tăng, đô mà đã sát sa hà gà tăng thì cái này nó thuộc về tâm sân. Và hối có cô chát, nó thuộc tánh này, nó cũng nằm ở trong sân phần đô chát tu cát chê tê sư cát. Thì do đó cả hai trường hợp này đều là bất thiện cả. Thế nhưng tại sao ở đây, ở trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài chấp nhận cái loại bất thiện đó và Ngài còn khen ngợi cái pháp đó, còn ở trong thắng pháp thì hoàn toàn là liệt vào cái pháp bất thiện mà không nói tới? Thưa quý vị, ở trong thắng pháp vẫn nói tới, tức là ở trong quách thành á, trong duyên hệ đó, thì những cái trường hợp mà như là Aramanapachaya, tức là cảnh duyên, thì ở đây năng duyên có thể là tâm bất thiện mà trợ cho sở duyên là tâm thiện cũng có. Bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên cũng có, là một trường hợp. Một người họ quán chiếu cái tâm bất thiện đang sanh, họ ghi nhận cái tâm bất thiện đang sanh, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân. Thì như vậy trong trường hợp này, chính cái tâm bất thiện đó nó là cảnh đề mục cho tâm thiện sanh khởi, tức là có chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy trường hợp này năng duyên bất thiện là bất thiện, nhưng mà quan trọng ở chỗ là cái bất thiện đó nó trợ cho sở duyên, tức là tâm thiện sanh khởi là tốt rồi, là được rồi, chứ không phải vì cái chỗ mà cái tâm bất thiện có thể làm cảnh cho tâm thiện sanh khởi rồi chúng ta dung dưỡng cái pháp bất thiện đó và chúng ta cho rằng chúng ta ca ngợi, chúng ta khen tặng cái pháp bất thiện đó đâu. Rồi chúng ta cần phải hiểu cũng giống như một người, một kẻ có ý chí, họ đang sống trong cái cảnh nghèo khổ, cơ hàn, họ dùng cái cảnh nghèo khổ cơ hàn đó để mà họ cố gắng chịu khó học tập rồi mài kinh sử để đổ đạt thành tài, vượt lên cái khó nghèo. Thì như vậy không có nghĩa là khi mà đã đổ đạt thành tài rồi họ phải làm cho họ trở thành nghèo, vì họ nói rằng nhờ cái cảnh nghèo đó mà làm cho tôi có cái ý chí tiến thân, rồi bắt đầu họ sống trở lại nghèo khổ. Không phải vậy. Lúc dùng cái hoàn cảnh cơ hàn để mà làm cái yếu tố thôi thúc cho họ cái ý chí, thôi thúc cái ý chí cho họ tiến thân
thì trong trường hợp đó giống như là bất thiện mà trợ cho thiện vậy đó. Thí dụ gì? Thì trong trường hợp này chỉ lấy cái tâm thiện thôi, còn cái năng duyên, cái gì kệ nó. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là có một loại duyên thứ hai nữa mà nó cũng trợ bất thiện trợ cho thiện bằng thường tận y duyên, bất thường bất cái tôn Upanishad Paccaya. Upanishad Paccaya là cận y duyên, trong đó nó có cái thường cận y duyên, cảnh cận y, thường cận y. Thì cái thường cận y đó là do cái tập quán thói quen. Thí dụ như một người hễ mỗi lần mà họ có cái phiền não sinh khởi thì họ lại kham nhẫn chịu đựng, lâu ngày nó quen đi. Cho nên khi mà có cảnh phiền não nhiều như nào thì họ lại khởi lên cái tâm thiện nhiều chừng đó, và cảnh khổ nhiều chừng nào thì họ tâm thiện sanh khởi để nhẫn nại nhiều chừng đó. Họ thấy cuộc đời buồn bã, bực bội, đáng chán thì hệ họ có cái thói quen khi mà chán như vậy đó thì cái tâm của họ viễn ly. Thì như vậy trong trường hợp đó là cái trường hợp mà thọ ưu nên thân cận, vì cái ưu này, thọ ưu này nó giúp cho cái tâm thiện sinh khởi, nó giúp cho tâm thiện sinh khởi. Cho nên ở đây vẫn có, ở trong tháng pháp vẫn có đề cập đến qua cái cảnh duyên và cái thường cận y duyên, tức là bất thiện trợ cho thiện. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại một điều là cho dù bất thiện trợ cho thiện khởi bằng cảnh duyên hay là bằng thường cận y duyên đi nữa, thì năng duyên bất thiện vẫn là bất thiện. Chỉ lấy cái sở duyên mà phát triển thôi, chứ đừng có tạo ra cái cảnh bất thiện. Có những người họ hiểu lầm cái đó, họ chọc ghẹo người khác để cho người khác chửi mắng, rồi họ nói rằng có cái cơ hội để mà mình nhẫn nại. Cái trường hợp đó là nó không đúng, thưa quý vị. Tự nhiên đất bằng dễ sống, mình chọc cho người ta giận, người ta chửi, rồi mình lấy đó để mà mình nhẫn nại, thì cái trường hợp này nó thật là vô lý. Dạ con kính cung thỉnh ngài thầy sư cầm mic trở lại ạ. Dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại bạch ngài. Chúng tôi vừa trả lời xong cái câu thảo luận số 2. Thì cái câu chót thì chúng tôi xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại thì nó bị mất. Do đó chúng tôi cầm mic lại thì cũng chỉ để thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại thôi, chứ cái câu trả lời vậy là đầy đủ rồi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, thỉnh sư đi. Sư huynh xin phép đi nghỉ. Sa thú kính thỉnh Thượng Tọa Tề Sư, thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng Tọa Tề Quyền ấy, Thượng Tọa có trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tề Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu. Dạ. Thượng Tọa Tề Quyền thường là người ta nói rằng mình
tu tập thì mình cần nhẫn nại. Nhưng mà mình có khó chịu mình mới nhẫn nại. Chứ nếu mình không có khó chịu mình đâu có nhẫn nại phải không? Thì như vậy là phải chăng là sự nhẫn nại cho thấy rằng mình vẫn còn sân và mình còn cảm thấy khó chịu? Xin thỉnh ý kiến của Chư Tổ Thầy Quý. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá Di Chưa để chúng nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con có lễ Đức Phật cho pháp và chúng tăng kính lễ chúng ta cùng minh hạnh, chúng ta giác đẳng để Đức Tự Tri Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đa hiền diện. Kính lễ đến sư phụ và sư cũng vẫn còn. Kính chào quý tu nữ cùng sư phụ tử. Thì kính bạch với ngài, kính thú quý vị, có thể nói rằng nếu mà chúng ta nói rằng những này á, tức là mà còn khó chịu thì ở đây có hai cái trạng thái nhẫn nại. Một cái sự nhẫn nại á, có nhiều khi á, chúng ta nhẫn nại chúng ta chịu đựng mà tâm chúng ta vẫn còn bực bội khó chịu. Bởi vì do hoàn cảnh chúng ta buộc chúng ta phải nhẫn nại. Còn nếu như một người tu tập á, một cách già dặn hay là người có một cái sự hiểu biết Phật pháp một cách tốt đẹp lắm, họ nhẫn nại trong một cái trạng thái tức là nhẹ nhàng, cái tâm nó yên ổn hơn, nó không có bị cái sự sân hận chi phối, nó suy nghĩ thôi bây giờ chúng ta nhẫn nại tham nhẫn trước những cái nghịch cảnh, người ta còn bình thản. Một người, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bị hàm oan đi, người ta chửi ta mắng mình, thì phải nói sự thật ra tâm mình còn phạm, mình cố gắng mình nhẫn nại, nhưng mình nghe họ chửi mắng mình cũng rất là khó chịu, mình cũng rất là bực bội, nhưng phải kham nhẫn, không được lên, không được nói. Hay là cái người mà họ văn tục, họ nói tục với chúng, bởi vì chúng ta nói tục lại hay chúng ta trả lời lại thì nghe một cái sự bực bội, nghe một cái sự khó chịu với chính họ nữa, thì chính là vì vậy cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ họ đã sai, họ đã nặng lời, họ đã tục tiểu, và nếu như mình mà đáp lại như vậy thì cũng như chính họ. Cho nên vì suy nghĩ như vậy, họ cố gắng họ nhẫn nại để nghe những cái lời khó nghe, để chịu đựng những cái hành động, những cái lời nói của người đó. Thì đây cũng là một sự nhẫn nại để chịu đựng, nhưng mà cái sự chịu đựng đó tức là mình không thể hơn thua với họ được. Những cái người mà ngu si, những cái người mà có nhiều cái tánh cộc cằn, thô lỗ, thiếu cái sự hiểu biết, kém cái hiểu biết, đó là sự thật đúng. Còn ngược lại đó, chúng ta tập nhẫn nại như là một người trí á, dầu đứng trước coi như là 100.000 cái mũi đạn, hay là chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm, để tự mình nhìn lại mình thì mình có làm hay không làm. Hay Đức Phật dạy cái sự nhẫn nại khi mà bị người ta chửi mắng ngài, đến nói ngài anh đang chịu không nổi thì Đức Phật phải đi nơi khác, thì Đức Phật nói rằng không sao, vì Như Lai không đi đâu hết. Nếu như đi chỗ khác người ta chửi nữa thì sao, đi ngoài. Ngài A Nan không có 7 ngày đâu, chuyện này nó cũng sẽ kết thúc. Cái câu chuyện đó cũng dạy cho ta nghĩa rằng là chúng ta cứ cố gắng chúng ta nghe, không có chửi hoài đâu, chửi hoài đâu, không ai đủ cái sức, cái lực mà để mà nói mãi đâu. Thì nói rồi cũng nói nữa, nói cho đã đi nghe. Mà ở đây cũng chính là chúng ta biết tập nghe với những cái lời nói khó chịu, cái sự chửi mắng mình, cái sự nhục mạ mình, mà không chừng cái đó nó làm cho tâm của chúng ta nó sẽ trưởng thành hơn, nó sẽ tiến tu hơn. Chứ còn nếu như chuyện gì cũng vậy, chuyện gì chúng ta cũng bực bội, cũng khó chịu hết, thậm mà coi như là nước sông cũng xâm phạm nước giếng, nếu xâm phạm thì trả lại nước đôi, thì cái chuyện đó là chuyện quá bình thường của một con người phàm phu. Ngược lại,
chúng ta vẫn đủ lời, đủ lý, đủ khả năng, đủ sức để chống trả, nhưng chúng ta không chống trả, không đáp, đáp lời lại, bởi vì chúng ta tu tập cái hạnh nhẫn này để cho tâm của mình thôi. Và do chúng ta bớt cái chấp ngã của chính mình, cái sự thật ra mà nói, trong cuộc đời, nếu như một con người trưởng thành thì họ phải có cái sự nhẫn nại, nhẫn nại trong cái, trong mọi việc, và trong tu tập thì quá là nhiều. Chúng ta thấy cho rằng cái cuộc tu nó là một cái dòng chảy êm đềm, không có gì không có việc. Nhưng sự thật ra ở trong cái cuộc tu đó, với người xuất gia, với người tại gia, thì cả hai nó phải có một cái sự nhẫn nại rất là lớn để chúng ta mới tiến tu được. Là người xuất gia đó thì nhẫn nại nó có đối với những việc xung quanh, thì nhẫn nại đối với cái gì, với cái giới luật, với cái pháp mà một cái thực hành, cái giới luật mình phải tuân thủ, rồi mình còn phải có một cái mà với cái người xung quanh, hay là với những người đạt na tính thí. Ngược lại với cái người Phật tử á, thì họ nếu là vợ thì khác nhẫn đối với chồng, đối với con bạn, đối với đối tác, đối với đồng nghiệp, vân vân, nhiều lắm. Thì tất cả chúng ta phải có một sự khác nhẫn thì nó sẽ được thành tựu. Còn nếu như mà chúng ta không có cái sự nhẫn nại, không có sự khác nhẫn thì chắc chắn sẽ rất là nguy hiểm. Đây cũng như là thể hiện cái tâm tu chính mình một chút xíu. Mà sức thì nhẫn nại đó thì nó là một sức mạnh rất là to lớn đối với cái người tu. Và trong kinh lời giáo giới gọi là khanh tí pa ra ta pu ti ti kha, tức nhẫn nại là một sức mạnh của sa môn, nhẫn nại tức là một sức mạnh của vị hành giả để tiếp tu, để vượt qua tất cả những khổ nạn trong cuộc đời này. Và thì cái bậc thượng tọa ở đây chính là cái câu thảo luận trả lời của chính con với cô gì đi gì cần một cuộc tư kinh công minh thượng tọa tham mưu thức đó. Sa thú kính chân thưa thượng tọa quyền, thưa quý Phật tử, còn vài giây phút cuối chúng tôi xin nói thêm vài điều nằm ngoài đề tài ngày hôm nay, nhưng mà cũng liên quan đến vô sanh. Trước hết là chúng ta nên hiểu rằng có những cái pháp mà nó giúp cho chúng ta giảm thiểu đi cái sự bực bội, hay là cái tính hay sân hận trong lòng mình. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có đề nghị như vậy là nếu sân là một cái bản tánh của chúng ta, con người bản tính mà hay bực bội khó chịu đó, thì chúng ta nên ở trong một ngôi nhà mà tương đối là có tiện nghi, thoải mái, mình chăm sóc tốt hơn cho mình chút xíu. Ngược lại cái người mà tính họ hay nặng về tham á, thì tốt hơn hết là họ đừng ở trong cái căn nhà đầy đủ tiện nghi hay là quá tốt đẹp, tại vì nó sẽ tăng trưởng cái sự dính mắc. Nhưng mà nếu mà họ là người tánh hay sân thì cái chỗ ở cái chút xíu mà nó dễ chịu, nó sẽ làm cho người ta giảm bớt cái sân xuất. Thì ở đây đó là một cách mà mình bố trí cái môi trường sống của mình nó phù hợp với cái tánh ý của mình. Nếu tánh mình nó hay sân hay khó chịu thì ở căn nhà càng trống trải, càng sạch sẽ, càng đẹp thì cái sân mình nó sẽ xuống. Và điểm nữa đó là nếu chúng ta thường có cái tâm biết ơn, tri ân người khác thì mình sẽ đỡ tâm sân đi. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi là nhà sư, bị trụ trì ở trong chùa, mà bây giờ thỉnh thoảng có những Phật tử họ than phiền mình, họ làm mình có những chuyện bực mình. Nhưng mà nếu chúng tôi là một vị sư mà mình biết rằng những người Phật tử này họ làm mình có chuyện bực mình, nhưng mà họ là những người mà mang cơm nước đến chùa. $1,200 to help you pay the bills starting Monday. Harris County and Houston residents can apply for financial help through the county's new COVID relief. Dạ, xin lỗi quý vị còn nghe được không? Dạ, xin hỏi quý vị còn nghe được không?
khi mà mình nghĩ đến những người Phật tử mà họ mang cơm nước đến chùa, họ lo lắng cho Tam Bảo, bây giờ họ có làm phiền mình chút á, thì do cái sự biết ơn của mình, sự cảm kích của mình với họ, mình không có giận. Cái chuyện đơn giản như là quý vị ở trong gia đình mà những người thân của mình, ví dụ như cha mẹ, ông bà, mà có đôi khi là phiền rầy ra chúng ta chút xíu, nhưng chúng ta nhớ, chúng ta có cảm kích những người đó, thì chúng ta ít có giận hơn. Cái thái độ biết ơn, thái độ cảm kích cũng làm cho chúng ta ít có sân hận, ít có bực bội. Và dĩ nhiên tu tập tâm từ, tâm từ là cái tình thương hay là sự thân thiện đối với người khác, nó cũng làm cho chúng ta bớt đi cái sự sân hận. Mỗi buổi tối, buổi sáng mình hãy thường nghĩ là mong cho tất cả chúng sanh được an lạc. Và mình luôn luôn tâm niệm rằng chúng sanh an lạc là một điều tốt, mà mong cho mọi người được an lạc. Cái thái độ mà mong cho mọi người được an lạc đó là tâm từ. Và tâm từ nó cũng làm cho mình giảm bớt cái tâm sân. Và một cái điểm khác mà cũng giúp cho chúng ta có được nhiều cái tâm vô sân, đó là chúng ta thật sự cảm kích những cái giờ phút thanh thản của cuộc sống. Đây là một điểm mà nhiều người bị vấp phải, đó là những lúc mà mình sống thanh thản thì mình lại không cảm kích. Ví dụ Đức Phật ngày dạy chúng ta nên tự nhắc rằng hạnh phúc thay, ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Mình phải cảm nhận được sự hạnh phúc đó, và cảm nhận một cách sâu sắc. Thì do sự cảm nhận đó mình mới biết quý cái giá trị của tâm thanh thản. Còn nếu mình không biết quý trọng cái giá trị của sự thanh thản đó, thì mình hay để tâm mình rơi vào trong chỗ thù hận. Chúng tôi thường nhắc một điểm như vậy là buổi sáng thức dậy, như chúng tôi sinh hoạt ở trong bao thoát, ở bên ngoài cửa sổ là nắng lên, một ngày đẹp, và chúng ta nghe pháp với một cõi lòng rỗng rang, với một cõi lòng thanh thản, mình sinh hoạt Phật pháp, thì lúc mình cảm thấy rằng do cái tâm mình thanh thản, mình sinh hoạt rất là an lạc. Nhưng mà thử tưởng tượng mình thức dậy, một buổi sáng thức dậy mà trong lòng mình chịu nặng những cái phiền hà, những cái bực bội, những hận thù, thì sao thứ gì? Thì lúc đó chúng ta không có thanh thản, chúng ta không có được sự lắng động để mà nghe pháp, để mà suy niệm. Và vì vậy một cái người sống mà cảm nhận và cảm kích đời sống vô sân, đời sống không hận thù, đời sống không quan cái, đời sống không có sân hận, thì cái khả năng mà chúng ta duy trì được sự thanh thản nó nhiều hơn là chúng ta sống mà hờ hững, không có cảm nhận được điều đó. Và dĩ nhiên một trong những điều mà Đức Phật dạy chúng ta đó là khéo tác ý. Khéo tác ý hay là như lý tác ý, yoniso manasikara, có nghĩa là biết suy nghĩ khác hơn thì sự việc nó sẽ khác hơn. Ngài Buddha có một lần có một người hỏi Ngài, có lần Đức Phật hỏi Ngài là nếu con sang xứ Sunapara mà người ta chửi con thì con nghĩ sao? Như chúng ta hàng ngày mà ai chửi mình thì mình bực. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng thật ra họ còn có thể đánh mình nữa, nhưng mà họ chưa đánh, không mới chửi mình thì kể ra không còn tốt. Cái suy nghĩ đó thưa quý vị, nó làm cho chúng ta khéo đặt chúng ta lên trên những cái phiền muộn. Ngày mai này mình gặp ai đó mà người đó gặp mặt mình, họ im lặng, họ không nói, mình đừng có giận. Mình giận nói rằng sao anh đó, chị đó giận gặp tôi mà không nói gì hết, mặt quạo đeo. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ như Ngài rằng lẽ ra mấy người đó họ còn gặp mặt mình, có thể họ giận mình vì họ lên tiếng, họ chửi mình nữa. Ở đây họ không chửi, họ giữ im lặng cũng tốt lắm rồi. Thật ra đôi khi á, chứ cái nhìn của chúng ta về sự vật, về sự việc á, cái nhìn đó nó cũng khiến chúng ta sân hay là không sân. Tại vì cái đặc tính vô sân ở đây nó là một điều mà cần chúng ta suy nghĩ rất nhiều trong chữ áp dụng trong cuộc sống này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính Triên Chư Tăng đã vào Rung để chia sẻ chương trình lớp học này. Đảnh lễ quý Ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung
Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng có lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thập hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính lãnh lễ, tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.